Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay tiếp đến nhà vườn của Vinh Rần, Zalo hoa giấy một số cây rất là đẹp, siêu hoa nha bà con, ghép nhiều màu. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng Zalo chi tiết với Vinh Rần rất là quen thuộc. Chào Rồi, Vinh. chào quý cô chú anh chị đang xem clip của nhà vườn em. Hôm nay em có một số hàng nhiều màu và một số hàng trậu nhỏ mini cho cô chú anh chị mình làm giống nha. Rồi, cây mã số 1 là 280.000 một cây lửa 5 màu. Nó gồm cam lửa nè, đỏ lửa, trắng lửa, hồng lửa và tím lửa nha quý cô chú anh chị. Ở cây này 5 màu 280.000 bao phí ship cho mã số 1. Hoành 13. Vàng lửa. Tổng cao là 71. Vàng lửa. Tán ngang của cây này là 60. Cây này em xin giao lưu cho quý cô chú anh chị 5 màu lửa nha, 280 bao phí nè. Rồi em xuống cây này. Lên tiếp tục một cặp kép chùm nha quý cô chú anh chị. Hàng này là kép chùm nha, kép chùm ghép 3 màu nha. Hiện bây giờ nó đang có mặt hoa màu trắng, trắng kép, vàng kép. Nó là gồm 3 màu trắng kép, vàng kép và đỏ kép nha quý cô chú anh chị. Đó, cặp này 250 nha, cặp mã số 2 250. Đó, rất là đẹp nha. Cặp mã số 2 em giao lưu 250 bao ship. Rồi, lên tiếp tục cặp mã số 3. Mã số 3 là bên đây là gồm 3 màu lửa nè. Bên đây có ruby lửa, hồng lửa, trắng lửa. Bên đây có tím lửa, đỏ lửa và trắng tuyết nha quý cô chú anh chị. Cặp này 6 màu khác nhau nha. Ở cây này cặp này giao lưu cũng là 250.000 bao phí ship nha quý cô chú anh chị. 250 bao phí ship cho cặp mã số 3. Rồi, tiếp tục cặp mã số 4, cặp hồng găng green nha cô chú anh chị. Đó, cặp hồng găng green nha. Cây green. Cây green rất là đẹp nha. Quá sắc hồng luôn. Cặp hồng găng green này em xin giao lưu là 300.000 bao phí ship nè, mã số 4. Tách riêng ra một chậu cho nó cái tàn đó. Quá sắc bông luôn nha bà con. Hồng găng green nha cô chú anh chị. Đó, một cặp vậy em bán 300 nha. Cái này vậy là con mình để cho leo leo rào rồi ha. Ừ, leo rào leo cắm rất là đẹp. Quá xá bông. Rồi, tiếp tục em lên tiếp cho cô chú anh chị là một cặp chiều cái này loan tím. Loan tím 250 cây đang nụ nè. Đang nụ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Siêu nụ nha. Màu rất là đẹp nha. Cặp loan tím này là mã số 5 250 nè. Loan tím có một số người ta gọi là phụng hoàng lửa. Bông nó rất là đậm đẹp nha bà con, ra ngoài nắng nó ánh nó chiếu chiếu. Rồi lên tiếp một cặp son môi cam nè quý cô chú anh chị, 250 nữa. Son môi cam nha quý cô chú anh chị, 250.000 cho cặp son môi cam nè. Mã số 6. Tiếp theo là mã số 7 là một cặp phụng hoàng kim. Hoàng kim vàng. Hoàng kim vàng. Hoàng kim vàng. Đúng rồi, hoàng kim vàng. Đó, cặp này em xin giao lưu cũng là 250.000. Hoàng kim vàng nha cô chú anh chị. 250.000 bao phí nha. Cây này bà con mình về lấy bo thược ghép là ok luôn. Bo thược vàng. Vàng, hoàng kim. Rồi, em lên tiếp là một cây 4 màu. Nó rộm có trắng tiếp, tím pháp, rượu vang và red pizza nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu của chú anh chị mới với mức giá là 350.000 nha. 350.000. Hoành kem đo là 19. Tổng cao đo được là 1 mét nha cô chú anh chị. Tán ngang cây này em đo được 60 nha. Cây này là mã số 8 nha quý cô chú anh chị. Số 8. 350.000. Rồi em xuống cây mã số 8 lên tiếp tục mã số 9. Số 9 là một cây tím bóm nha. Cái tím bóm này xin giao lưu là 250.000 nha quý cô chú anh chị. Bền cam đo được là 15 nha. Tổng cam đo được là 57. Tán ngang cây này là 60 nha. 250.000 cho cây tím bóm này nha quý cô chú anh chị. Rồi, tím xuống một rễ co lắc đẹp nha các bạn. Xuống cây tím bóm lên tiếp tục là một cây hoàng kim đỏ nha quý cô chú anh chị. Hoàng kim đỏ. Hoàng kim đỏ này xin giao lưu là 350.000 nha. 350.000 bao phí nha quý cô chú anh chị. Hoành cây em đo được là 13. Tổng cao cây này em đo được 67. Tán ngang nó cũng là 67 nha cô chú anh chị. 350 nha. Một cây hoàng kim đỏ. Dòng này thì cái giống cũng rồi, rất là ít có. Xuống cây hoàng kim đỏ này lên tiếp tục cho cô chú anh chị là một cây lửa nhiều màu ạ. Cây lửa này 5 màu nha cô chú anh chị. Gồm có đỏ lửa nè, cam lửa, trắng lửa, ruby lửa. Và cái hàng bên này là tím lửa nha cô chú anh chị. 280.000 cho mã 11 nha.
Mình cây em đo được là 13, tổng cao 70. Tán ngang cây này là 46 nha. Cây này là 208 nha quý cô anh chị, 208 bao phí ship nhà mã 11. Rồi em xuống mã 11 lên tiếp tục mã 12 là một cây cẩm thạch 4 màu siêu hoa. Cây này gồm có màu cam cầu vồng nè, tím lục bình nè, cẩm thạch tím đậm nè quý cô chú anh chị, tím đậm nha với cẩm thạch trắng nha. 250.000 em bao phí một rễ co lắc quái nha cô chú anh chị. Mã 12 nha, hàng này về làm bông mini rất là đẹp nha. Quanh 13. Tổng chiều cao là 57. Tán ngang em đo được là 53. Cây này em xin giao lưu cho quý cô chú anh chị là 250.000. Một 250.000. Tiếp theo là một cái thái 4 màu. Quá đẹp luôn của chú anh chị ơi, đới rất là xuất sắc nha. Thái 4 màu em giao lưu của chú anh chị chỉ có 300.000 thôi nè, 300.000 bao phí ship này của chú anh chị. Cây này của chú anh chị về dặm thêm màu vàng nữa là đủ 5 màu mà giá rẻ luôn nha của chú anh chị. Hoành 15 nha. Tổng cây em đo được là 77. Tán ngang cây nào em đo được là 70. Ở cây này em xin giao lưu của chú anh chị là 300.000 nha. Đó rất là đẹp, mã 13. Rồi em xuống cây mã 13 lên tiếp tục mã 14 ạ. Mã 14 là một cây rượu vang ạ. 14 này em xin giao lưu là 280.000 ạ. Hoành cây là 13. Tổng chiều cao cây này là 72. Tán ngang nó 66 nha quý cô chú anh chị. Cây đang kẹo nụ trơn. 280.000 cho một cây rượu vang mã 14 nha. Rồi em xuống mã 14 lên tiếp tục mã 15, một cây sông môi cam về cho cô chú anh chị mình lấy giống nha. Cây này em xin giao lưu với mức giá là 400.000 nha, rất là đẹp luôn. Lá chè bo này cô chú anh chị ơi. Dòng hoa đổi màu rất là đẹp. Hoành em đo được là 15. Tổng chiều cao cây này 83. Tán ngang cây này là 67, 400.000 cho cây sông môi cam mã 15 này nha quý cô chú anh chị. Nó đới đẹp luôn. Bông hoa rất đẹp, hàng siêu hoa nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo em lên mã 16. 16 một cây cẩm thạch 4 màu nữa ạ. Cây này gồm có cam cầu vồng đang hoa nè cô chú anh chị, cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím đậm, cẩm thạch tím lợt nha. 250.000 luôn nha cô chú anh chị, đế cao quá nha. Cây này hoành em đo được là 15. Tổng chiều cao cây này em đo được là 62, để đi. Tán ngang cây này 60. Cái này em xin giao lưu cho quý cô chú anh chị là 250.000, 250.000 em bao phí ship ạ. Rồi em xuống cây mã 16 lên tiếp theo là mã 17. 17 tiếp theo cũng là một cây 4 màu, cây này 300.000 nha cô chú anh chị. Cây 4 màu. Rồi có rượu vang Red Pisa, trắng tiết và tím pháp. 300k bao phí nha quý cô chú anh chị. Hoành cây em đo được 17. Tổng chiều cao cây này em đo được là 80. Tán ngang của cây này em đo được 66, 300.000 cho mã 17 nha quý cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 17 lên tiếp tục là mã 18 ạ. Rồi em lên một cây Kajata nha quý cô chú anh chị. Kajata mini, cây này 200.000 nha. Kajata mini. Hoành cây là 12. Tổng cao là 50. Tán ngang 51. 200.000 một cây mini siêu hoa này quý cô chú anh chị, Kajata nha. Kajata siêu hoa bông màu. Rồi mã 18. Tiếp theo là em lên mã 19, 19 là một cây lửa cam. Cây mã 19 này em xin giao lưu cô chú anh chị mình với cái mức giá là 280.000. Hoành cây em đo là 14. Tổng cao 53. Tán ngang 48, 280 nha quý anh chị, mã 19 nha. Rồi em xuống cây mã 19 lên tiếp tục mã 20. Rồi cây mã 20 nha quý cô chú anh chị. Mã 20 này em xin giao lưu cho quý cô chú anh chị mình với cái mức giá là 250.000 nha. Cây này cũng là lửa 5 màu nha. Cây này hiện giờ nó đang có vàng lửa nè, cam lửa nè. Mấy màu bên đây nó rớt hoa rồi. Trắng, hồng lửa. Trắng vàng. Cây này 5 màu nha quý anh chị. Cây này hoành là 13 nha. Tổng cây em đo được là 66, tán ngang cây này em đo được là 50. Rồi cây này em xin giao lưu cho quý cô chú anh chị mã 20 250. Rồi em xuống cây mã 20 lên tiếp tục mã 21. Mã 21 này dùm hai nhà màu giống mới là Red Thimba, Red Thimma và Adana đổi màu nha. Nè Adana đổi màu này có chúng chị vàng nè, cam nè, hồng. Red Thimma thì bông nó chuẩn nó là hồng đỏ nha cô chú anh chị. 300.000 nha. Kêu là cành vàng lá ngọc bông đỏ. Hoành là 14 nha. Tổng cây này em đo được là 76 nha. Tán ngang cây này em đo được 74, 300.000.
300.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình. Đế rất là đẹp luôn. Đế đẹp quá. Adana và Gethima. Rồi lên một cây tiểu Ấn Độ về cho cô chú anh chị cắt bo làm giống nè. Hoa đây, cây đen hoa này cô chú anh chị. Đó, cây này giao lưu 250. Mã nhiêu? Mã 22, 250. Hoành cây này em đo được là 14 nha. Tổng cao cây là 53. Tới ngang 53 luôn. Đó, cây mã 22 này là 250 bao phí ship ạ. À. Làm xuống là mã 22 lên tiếp tục mã 23. Là một cây thái 4 màu. Cây thái này 250 bao phí ship nha quý cô anh chị. 250 cho cây thái 4 màu này bao phí ship ạ. À. Hoành cây em đo được là 14. Tổng cao em đo được là 67. Tới ngang cây này em đo được là 66, 250.000 cho mã 23. Em xuống là mã 23 lên tiếp tục mã 24. 24 là một cây dưa hấu, cây 24 này em xin giao lưu là 250.000 luôn ạ. À. Hoành cây 19. Tổng cao 72. Tới ngang cây này em đo được là 70 nha quý, 56 nha quý cô anh chị. Ok, rất đẹp. Cây này xin giao lưu chỉ có 250 thôi. Dừa hấu đỏ. Rồi em lên tiếp tục là một cái thái 4 màu nữa. Cái thái này em xin giao lưu là 300.000 nha quý cô anh chị. Thái 4 màu nha, 300 nha. Hoành cây em đo được là 12. Tổng cao cây này em đo được là 74. Tới ngang cây này em đo được là 49 nha. Mã 25. 300.000 cho cái thái này ạ. Thái này thiếu trắng phớt hồng. Rồi em xuống cây này lên tiếp tục mã mới nè. Lên tiếp tục cái lửa 5 màu 280.000. Cây này gồm có tím lửa nè, à, hồng lửa, tím lửa, đỏ lửa, cam lửa và ruby lửa. 280.000 nha quý cô chú anh chị. Đế rất là đẹp nha. Cây nhỏ nhưng mà đế rất là đẹp. Hoành cây em đo được là 15. Tổng cao 70. Tán ngang cây này em đo được là 49. Cây mã 26 nha, 280. Rồi em còn cặp táo vàng này của chú anh chị. Táo vàng hàng bờ leo cẩm cho cô chú anh chị mình nha, 250 nha. 250 cho cặp táo vàng này em bao phí ạ. À. Mặt hoa là màu vàng chanh rất đẹp nha cô chú anh chị, giống mới nha. Ở nhánh vàng lá bông vàng nha cô chú anh chị. Mã 27. Rồi em xuống cái mã 27 lên tiếp theo là một cây 28 gồm hai màu red pizza và trắng tiết. Cái mã 28 này em xin giao lưu với, đến với cô chú anh chị mình với mức giá là 250.000 luôn. Hai màu red pizza và trắng tiết nha cô chú anh chị. Vành cây em đo được là 19. Tổng cao 77. Tới ngang cây này là 60 nha. Mã 28, 250. Rồi em xuống 28 lên tiếp tục mã 29 ạ. Cây 29 là một cây rượu vang nữa ạ. Cây 29 này cũng là 280.000 nha quý cô chú chị. 29, 280 nha. Cây này hoành em đo được là 12. Tổng cao 70. Tới ngang 70. Mã 29 nha quý cô chú chị. Rất là đẹp ạ. Rồi em xuống cây mã 29 lên tiếp tục mã 30. 30 gọi một cây cẩm thạch 4 màu, hồng, tím, cam và trắng nha cô chú anh chị. Tím cam là cam cầu vồng nha. Hoành cây em đo là 15, tổng cây là 60. Tán ngang cây này là 40. Rồi cây này là 250.000 cũng là cây cuối clip hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ em. Nay nắng hơi nhăn cô chú anh chị thông cảm nha. Rồi, cảm ơn Vinh Trần nha. Mến chào bà con, chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ. À.